Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, Vietface TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản, giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Phương Ngô qua số 0422-327-580. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Vietface TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Vietface TV, sau khi kết thúc cuộc bầu cử liên bang vào tháng 5 vừa qua, thì báo giới và chính giới hiện đang quan tâm đến cuộc bầu cử quốc hội tại Victoria và New South Wales, mà các ứng cử viên độc lập gọi là two independent có thể sẽ tiếp tục gây khó khăn tại các đơn vị của đảng tự do. Trong khi đó thì về sinh hoạt kinh tế, việc lãi suất liên tục gia tăng đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ gia đình. Và thông tin càng tiêu cực hơn khi mà Tổng nha thống kê ABS đã loan báo danh sách các khu vực mà những người đang có nợ thế chấp không đủ khả năng trả tiền ngân hàng mỗi tháng. Cũng liên quan đến đời sống đắt đỏ, Tổng nha ABS cho biết là cư dân đã chi tiêu nhiều hơn 10% so với mức chi tiêu của năm ngoái 2021 vì sự gia tăng chi phí của hầu hết các sinh hoạt tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng nay thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Vietface TV. Sinh hoạt chính trị, mối đe dọa của ứng cử viên độc lập gọi là two independent đối với liên đảng cấp tiểu bang. Tiểu bang Victoria sẽ có bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm nay 2022 và sau đó New South Wales sẽ có cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 năm tới 2023. Tại New South Wales, liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền và đã cầm quyền được nhiều năm, tương tự khoảng thời gian của chính phủ Morrison ở cấp liên bang. Trong khi đó tại Victoria, Liên đảng tự do quốc gia thì đang ở thế đối lập và cũng đã ở thế đối lập trong nhiều năm. Trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua vào ngày 21 tháng 5, nhóm ứng cử viên độc lập gọi là Two Independent do tổ chức Climate 200 tài trợ là một phần lý do đã khiến chính phủ liên đảng Morrison bị thất bại. Cho đến nay, có ít nhất là 6 ứng cử viên gọi là Two Independent đã thắng cử và tất cả đều đã chiến thắng tại các đơn vị truyền thống của đảng tự do. Kể cả hai bộ trưởng là George Vandenberg và Tim Wilson đều đã mất ghế về tay các ứng cử viên Two Independent này. Vấn đề được đặt ra là liệu các ứng cử viên Two Independent sẽ gây thiệt hại tương tự đối với đảng tự do tại New South Wales và tại Victoria trong hai cuộc bầu cử quốc hội sắp tới hay không? Tỷ phú Simon Home-Arcourt, người thành lập tổ chức Climate 200 cho biết, Climate 200 có lẽ sẽ tiếp tục sinh hoạt một cách mạnh mẽ, bằng cách ủng hộ tài chính cho các ứng cử viên độc lập tại New South Wales và Victoria. Các ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua đã tranh cử nhấn mạnh vào hai vấn đề là thay đổi khí hậu và tính trung thực trong chính trị. Và đây cũng là hai vấn đề mà cử tri quan tâm tại đơn vị mà các ứng cử viên Two Independent đã thắng cử. Ông Home-Arcourt đã nói rằng Climate 200 có thể sẽ trợ giúp từ 3 đến 6 ứng cử viên tại Victoria và tại New South Wales thì nhân số này có thể cao hơn. Tất nhiên, ứng cử viên Two Independent cũng cần phải có thành tích nổi bật. Trước đây, 6 ứng cử viên độc lập của tổ chức này đều là những phụ nữ có chuyên môn cao. Nếu các ứng cử viên Two Independent này tiếp tục tranh cử tại các đơn vị của đảng tự do tại New South Wales và tại Victoria trong hai cuộc bầu cử tiểu bang sắp tới,
thì đây có thể là mối đe dọa lớn cho đảng tự do, và tất nhiên điều này sẽ có lợi cho đảng lao động. Đời sống đắt đỏ, cư dân Úc vất vả chống chọi với khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng từng ngày. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Choice vừa thực hiện một cuộc khảo sát, qua đó cho thấy 90% cư dân Úc hiện đang sống trong tình trạng thắt lưng buộc bụng vì giá cả sinh hoạt đã liên tục gia tăng trong những tháng qua. Cuộc khảo sát của Choice cho biết 90% trong tổng số 1.000 hộ gia đình được khảo sát cho biết các hóa đơn hàng hóa của họ đã tăng vọt trong năm qua. Ngoài ra còn có 3/5 cho biết họ lo ngại về thu nhập của mình. Lý do là vì việc quản lý ngân sách của các hộ gia đình đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đại diện của Choice cho biết áp lực về chi phí sinh hoạt trong tháng 7 đã gia tăng lên 23%, tức là cao hơn so với 18% hồi tháng 6. Điều này có nghĩa là hầu như tất cả các hộ gia đình đều đang cảm thấy áp lực về việc giá cả gia tăng. Trong số những gánh nặng tài chính lớn nhất là bảo hiểm y tế và các chi phí xăng dầu cũng như năng lượng. Trong khi đó, thì trang web so sánh Finder hồi tháng trước đã chia sẻ nghiên cứu về các yếu tố gây căng thẳng tài chính. Đứng đầu danh sách cũng là xăng dầu, kế đến là tiền thuê nhà và thứ ba là các khoản thế chấp và năng lượng. Chuyên gia về tài chính của Finder, bà Sarah McKinson cho biết, các hóa đơn liên tục gia tăng là một liều thuốc đắng đối với những người vốn đã có cuộc sống khó khăn. Bên cạnh đó, cư dân Úc cũng trả nhiều tiền hơn khi đi mua sắm thực phẩm ở các siêu thị. Đặc biệt là trong quý 2 năm 2022 vừa qua, khi mà giá một búp xà lách đã trên mức 10 đô la, trong khi giá rau tươi trung bình đã tăng 7.3%, trong khi trái cây cũng đã tăng 3.7%. Riêng thực phẩm chế biến sẵn hoặc takeaway thì tăng ít hơn, tức là 1.4%. Đời sống đắt đỏ, cư dân Úc chi tiêu nhiều hơn so với năm ngoái. Chi tiêu của các hộ gia đình trong 6 tháng đầu năm nay 2022 đã tăng hơn 10% so với cùng thời điểm năm ngoái, do hầu hết mọi người đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng vọt từng ngày. Một cách chi tiết thì theo số liệu chi tiêu hàng tháng mới nhất do Tổng cục Thống kê ABS loan báo đã cho thấy, chi tiêu hộ gia đình tăng 10.2% trên căn bản chọn năm, với mức tăng là 15.9% đối với dịch vụ và 5% đối với hàng hóa. Ngoài ra thì dữ liệu của ABS cũng cho thấy rằng chi tiêu bắt buộc chẳng hạn như chi tiêu trong vấn đề thực phẩm, bảo hiểm, xăng dầu v.v. đã tăng 9.8%, trong khi các khoản chi tiêu không bắt buộc như là giải trí và thể dục thể thao thì đã tăng 10.8% trong cùng thời điểm. Tuy nhiên lĩnh vực chi tiêu đáng kể nhất là giao thông và di chuyển đã tăng 22.7% do giá xăng dầu tăng cao. Bên cạnh đó, chi tiêu tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn như khách sạn, quán cà phê và nhà hàng đã tăng 17.1%. Riêng chi tiêu cho quần áo và giày dép cũng tăng mạnh ở mức 16.3%. Một chuyên gia của tổng nha ABS, bà Jackie Vitas cho biết, tháng 6 vừa qua đã đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp chi tiêu của các hộ gia đình liên tục gia tăng. Lý do là vì sau khi các tiểu bang và lãnh thổ đồng loạt chấm dứt phong tỏa vì COVID-19, thì hầu hết các gia đình đều đã chi tiêu rất nhiều cho việc di chuyển, du lịch từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, cũng như chi phí nhà hàng khách sạn. Trong số các tiểu bang và lãnh thổ, thì Queensland và Victoria đã ghi nhận mức chi tiêu cao nhất với chỉ số lần lượt là 12.4% và 11.8%. Lãi suất gia tăng, danh sách những khu vực mà cư dân Úc đang có nguy cơ cao không trả nổi tiền nợ thế chấp. Đó là những nơi đã thu hút rất đông người mua nhà đầu tiên trong giai đoạn lãi suất thấp kỷ lục là 0.1%. Và giờ đây họ đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc trả tiền nhà mỗi tháng khi mà lãi suất đã liên tục gia tăng và hiện đang ở mức 1.85%. Dữ liệu từ công ty tài chính S&P Global cho thấy, những vùng ngoại ô ở Úc đang có nguy cơ vỡ nợ cao nhất đối với các khoản vay mua nhà. S&P ước tính gần 1/5 dân số Úc, tương đương 20%, tức là gần 550.000 người sẽ gặp khó khăn để trả nợ thế chấp nếu lãi suất tiếp tục tăng như dự kiến. Điều đáng quan tâm hơn nữa là nghiên cứu được thực hiện trước khi ngân hàng chữ kim RBA bắt đầu gia tăng lãi suất tiền mặt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2022. Điều này có nghĩa là những khu vực này sẽ có nguy cơ vỡ nợ cao hơn bây giờ. Ngoài ra, nghiên cứu của S&P cũng đã đo lường mức trung bình các khoản nợ quá hạn hơn 30 ngày đối với các khoản vay thế chấp nhà. Qua đó cho thấy lãnh thổ Bắc Úc là nơi có tỷ lệ cao nhất những người vay nợ thế chấp đang bị quá hạn hơn 30 ngày. Kế đến là vùng ngoại ô Madington của thủ phủ Perth, cách trung tâm thành phố 20 cây số, đứng đầu trong danh sách báo cáo. Tính đến đầu tháng 4,
có đến 4.67% chủ nhà ở Badminton đang quá hạn trả tiền nhà hơn 30 ngày. Theo sau đó là Dove Point, nằm ở phía nam Sydney. Trong số những ngôi nhà được thế chấp ở Dove Point, có 4.33% đang bị chậm trả tiền nhà hơn 30 ngày. Ở vị trí thứ 3 là Byford, thuộc Tây Úc, 4.16%. Trong danh sách này, New South Wales có tổng cộng 4 vùng. Ngoài Dove Point, còn có Bankstown đứng thứ 5 với 3.97%, Katoomba 3.37% và Castlereagh 3.22%. Các tiểu bang khác như Victoria, Queensland và Nam Úc mỗi nơi đều có một vùng ngoại ô trong danh sách. Bromfield ở Bắc Melbourne, Barkly ở Queensland và Heckham ở ngoại ô Adelaide. Những khu vực này đã thu hút một số lượng lớn người mua nhà đầu tiên. Nhiều người trong số họ đã tận dụng những đợt tài trợ của chính phủ liên bang, bao gồm cả chương trình tiền cọc mua nhà thấp để tham gia vào thị trường bất động sản khi lãi suất tiền mặt ở mức thấp lịch sử là 0.1%. Thống kê của S&P cho thấy có hơn 360.000 người mua nhà lần đầu tiên tham gia thị trường bất động sản từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm nay. Đó là những người bước chân vào thị trường trong giai đoạn giá bất động sản tăng nhanh nhất trong hơn 3 thập kỷ. Các chuyên gia tin rằng có nhiều rủi ro nhất khi lãi suất tăng và tiền lương thực tế giảm. Trong số hơn 500.000 người gặp tình cảnh khó khăn này, có 145.000 người cho biết họ sẽ cân nhắc việc bán nhà nếu lãi suất tiếp tục gia tăng. Và con số này đại diện cho khoảng 5% những người đang có nợ thế chấp của Úc. Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy 14% số người được hỏi thừa nhận rằng họ có thể bị chậm trễ trả nợ đối với khoản nợ hoặc các khóa đơn khác. Gần một nửa, tức là 48% đã nói rằng có thể kiểm soát được nhưng sẽ phải cắt giảm chi tiêu. Và chỉ 1/4 số người tham gia cho biết việc tăng lãi suất sẽ không thay đổi lối sống hoặc thói quen chi tiêu của họ. Đại dịch COVID-19, Úc Châu tăng cường năng lực sản xuất vaccine trong nước. Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học CSIRO có trụ sở tại Melbourne cùng với Bộ Khoa học và Công nghiệp vừa thông báo thành lập một phòng thí nghiệm mới nhằm củng cố năng lực sản xuất vaccine của Úc trong bối cảnh nước Úc nỗ lực ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 mùa đông do các phân biến thể từ Omicron là BA.4 và BA.5. Một cách cụ thể thì tổ chức CSIRO cùng Bộ trưởng Khoa học và Công nghiệp ông Ed Huzik đã khai trương phòng thí nghiệm quốc gia về vaccine và trị liệu, tức là National Vaccine and Therapeutic Lab tại Melbourne. Cơ sở này có vốn đầu tư lên đến 23.100.000 đô la với nhiệm vụ chuyển các ứng cử viên vaccine và dược phẩm thành các sản phẩm có thể sản xuất với số lượng lớn nhằm phục vụ các thử nghiệm lâm sàng. Trước đó, trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, thì tổ chức khoa học CSIRO cũng đã phát triển một số ứng cử viên vaccine phòng bệnh này. Ông Larry Marshall, giám đốc điều hành CSIRO, mô tả phòng thí nghiệm mới như mắt xích còn thiếu trong năng lực sản xuất dược phẩm và vaccine của Úc. Theo ông Marshall, việc thành lập phòng thí nghiệm quốc gia về vaccine và trị liệu sẽ giúp giảm thiểu chi phí sản xuất lượng lớn vaccine ở nước ngoài để phục vụ cho các thí nghiệm lâm sàng trong nước, đồng thời củng cố năng lực sản xuất vaccine của Úc Châu. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 với phân biến chủng BA.4 và BA.5 đã lây lan mạnh mẽ tại Úc trong những tháng qua, mà điểm đỉnh là vào ngày 25 tháng 7, khi mà nước Úc đã có hơn 50.000 ca nhiễm mỗi ngày. Thế nhưng nay thì số ca nhiễm đã giảm hạ đáng kể xuống chỉ còn trên mức 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày mà thôi. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.